từ bữa giờ thì mình đã có nghe một vài vị khách hỏi bên đồ gỗ Hòa Phát á, là có những cái bộ bàn ghế nào mà cái mức giá nó rẻ, mức giá nó hợp lý bình dân nhưng mà vẫn là hàng nam hay không. Thì hôm nay mình đang có một cái mẫu Minh Quốc Đào ha. Mẫu Minh Quốc Đào hàng nam, 6 món gõ đỏ 100% và tay 12 các bạn ha. Đây là một cái mẫu mã hàng bình dân, hàng phổ thông. Nên các bạn nào muốn mua những cái hàng như vậy á, các bạn hãy cùng mình đi vô cái clip này ha, để mình tham khảo kỹ hơn về cái mẫu mã bàn ghế này nhé. Đó, trước mặt các bạn chính là một cái bộ bàn ghế Minh Quốc Đào tay 12 ha. Cái bộ này thì băng dài của nó là 3 tựa các bạn nhé, 3 tựa và cái kích thước chiều ngang á, là 1m8, chiều sâu là 57. Đó, tay cột 12 và mặt liền nguyên tấm ha. Đó các bạn quan sát nhé, đây là mặt liền nguyên tấm dày 2,2 phân. Đây là phân khúc hàng phổ thông ha. Nên những cái mặt á, là mình sẽ làm là 2,2 phân thôi. Còn những cái hàng cao cấp hơn á, thì mình sẽ làm dày hơn. Đó. Tuy là hàng giá rẻ, hàng phổ thông nhưng mà những cái nét đục chạm, những cái nét đóng ráp á, mình cũng làm rất là kỹ nhé. Các bạn xem cái dàn chân ha. Dàn chân mình đục chạm mẫu đầu lưng chân móng rất đẹp. Đó. Và những cái đường ghép nối của cổ chỉ á, và những cái đường ghép nối của dàn cột á, mình cũng làm rất là khít luôn. Đặc biệt á, là cái dàn tựa này mình sẽ cho làm mỏng hết nhé. Đó, đây là ghế đơn các bạn ha. Ghế đơn á, thì kích thước của nó là ngang là 81 và chiều sâu á, là bằng băng dài các bạn nhé. Đó, chiều sâu cũng khá là rộng rãi luôn, các bạn ngồi thoải mái ha. Ở cái phần tay á, thì mình làm cái mẫu là tay rồng các bạn nhé. Đây là cái mẫu tay rồng hàng nam, các bạn để ý kỹ nhé. Đây là cái mẫu tay hàng nam đó, nên cái phần rồng á, mình sẽ đục chạm kỹ hơn nhé, nó sâu hơn và nó sắc sảo hơn ha. Và cái dàn tó thì mình sẽ làm với cái dàn tó là đục chạm mẫu đào thường nhé. Đó, đây là một cái mẫu Minh Quốc Đào rất là đẹp luôn. Đơn giản nhưng mà nó cũng toát lên được cái sự sang trọng của một bộ ghế nhé các bạn. Tuy là hàng giá rẻ thôi nhưng mà cái nét đóng ráp, cái nét đục chạm á, nó vẫn giống như hàng cao cấp ha. Nó na ná như vậy. Đó, form ghế vẫn rất là đẹp. À, tay cột rất là cong các bạn nhé. Và bông vân á, thì bên mình vẫn cho tuyển lựa bình thường. Đó, tuy là bông vân nó không đẹp bằng hàng cao cấp nhưng mà so với những hàng giá rẻ thị trường thì nó vẫn đẹp rất là nhiều. Và dàn chân là dàn chân rất là cứng cáp luôn. Chân đủ là đủ 12 phân các bạn ha. Đó, chân không thiếu nha. Chân dày đủ 12 phân, đục chạm rất là sắc nét. Đó. Các bạn mua những cái dòng giá rẻ thì các bạn hãy cân nhắc ha. À, giá rẻ nhưng mà chất lượng vẫn đảm bảo. Thì những cái mẫu hàng nam như vậy á, thì các bạn sẽ nên bỏ tiền để mua. Nó sẽ bảo đảm được cái chất lượng nó lâu dài hơn, độ bền nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đây là cái phần mặt sau của ghế các bạn nha. Hàng hóa của mình thì mình sẽ quay đằng sau luôn để các bạn cùng xem ha. Đó, chất gỗ là đằng sau, nó cũng liền lạc, hạn chế cái việc bị lỗi nha. Những cái hàng giá rẻ thì đa số ở ngoài thị trường thì cái hàng mà nó bị lỗi, bị bể nứt rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái hàng nam á, tuy là dòng giá rẻ phổ thông nhưng mà mình vẫn phải làm cho nó liền lạc ha, để cái bộ ghế mình xài á, nó sẽ đi được giá trị hơn. Đó. Và đây là cái bàn các bạn nha. Cái bàn ngang 60, dài 1m2. Và kế bên là hai cái đôn nhỏ các bạn ha. Đó các bạn, đây là bông vân gõ đỏ tự nhiên 100% nhé. Bên mình không pha cây ha. Hàng giá rẻ bên mình á, là không pha cây nha. Tất cả là gõ đỏ hết luôn, rất là đẹp. Đó, đây là giá rẻ hàng nam các bạn nha. Dòng phân khúc bình dân hàng nam từ xưởng của Hòa Phát sản xuất ra nhé. Đó các bạn quan sát ha, ghép nối rất là khít luôn, rất là đẹp. Và những bạn nào có nhu cầu mua những cái dòng mà bình dân giá rẻ mẫu Minh Quốc Đào á, thì các bạn cùng tham khảo mẫu mã này nhé. Đó, các bạn liên hệ số điện thoại bên dưới ha, bên mình sẽ báo mức giá luôn. Đó, mức giá là hợp lý, cái dòng phổ thông, dòng bình dân nên mức giá nó cũng rất là nhẹ nhàng ha, để các bạn có thể mua và trải nghiệm nhé. Đó, một bộ ghế Minh Quốc Đào tay 12 gõ đỏ 6 món, rất là chuẩn các bạn nha. Đây là chuẩn hàng nam ha. Rồi mình chào các bạn ạ.